Ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Văn Vũ, 35 tuổi, ngụ quận Nam, thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, cuối tháng 2 năm 2017, bị cáo Vũ được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh tại Vĩnh Long, có trụ sở đặt tại khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian làm giám đốc, Vũ thấy trong kho của chi nhánh có nhiều thiết bị công trình bằng sắt nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán kết luận định giá số thiết bị công trình mà Vũ chiếm đoạt trị giá gần 345 triệu đồng.